Giới thiệu cho quý cô chú anh chị thêm một căn nhà chủ đang cần bán gấp. Nhà có một trệt một lầu của chú anh chị ha. Nhà ở phường Hiệp Thành quận 12. Nhà cách đường liên khu 25 tầm khoảng 15 mét thôi cô chú anh chị. Đường trước nhà hiện hữu đường 3 mét rưỡi ô tô đậu cửa nha. Đây là khung cảnh trong trước căn nhà, đây là con đường. Đây đây ra đường liên khu 25. Đường nhựa đường ô tô đến 15 mét thôi. Ra mình rẽ phải là ra Lê Văn Khương, quẹo trái là mình đi ra đường chợ Hiệp Thành của chú anh chị. Khu vực này thì khu vực cũng đông dân cư, khu vực rất là sầm uất, là một rất là yên tĩnh, đi ra khỏi ngõ là có rất là nhiều tiện ích dịch vụ ăn uống ha. Còn đây là không nhà, căn nhà thì thiết kế trước có hai lớp cửa, cửa sắt và bảo vệ nhà, cửa cổng ngõ bảo vệ nhà rất là chắc chắn. Phía bên trong có thêm một lớp cửa chính nữa được thiết kế bằng cửa sắt. Phía trong này thì có cái đầu tiên chúng ta bước vào nhà thì có phòng khách của chú anh chị. Căn nhà có diện tích là ngang 4 dài 12 nên diện tích phòng khách bố trí khá là rộng của chú anh chị nha. Tường dán gạch ốp lát cao 1m2, có đường chỉ kẻ vô ăn rất là ok, sạch sẽ cho mình. Nền gạch thì được thiết kế màu trắng của chú anh chị. Bên tường hông tường thì đã có trang trí tranh 3D rất là ok, sạch sẽ và xinh xinh đẹp luôn nha. Bước vào bên trong thì mình gặp có cầu thang lát đá màu đen đen, rất là đẹp, mà màu cũng không quá cho không chói của chú anh chị, rất là phù hợp với cái cầu thang. Tay vịn rồi lan can cầu thang thì trụ đề ba là bằng gỗ tốt của chú anh chị ha, gỗ rất là đẹp luôn. Đây là không gian nhà bếp của chú anh chị, không gian nhà bếp chủ bố trí rất thiết kế cho mình rất là ok luôn ha, có tủ bếp trên tủ bếp dưới rất là đẹp luôn nha. Còn trên tường phía trên bếp thì được dán kính meca rất là ok luôn ha. Không gian đây không gian ve cấp C bên dưới được dán gạch tường là ok cô chú anh chị. Thì nếu mà cô chú anh chị mình đi xem nhà thì đi cái hướng lên Trung Chánh đi ăn sương, đi ra thì mình đi theo hướng Nguyễn Ánh Thủ chạy xuống đi vào rồi chợ Hiệp Thành đi xuống đây nha. Còn bên phía Gò Vấp á, thì có thể đi hai hướng, một là đi hướng Cầu Ký, hai là đi hướng bên Lê Văn Khương, đều chạy qua đường thấy ha. Lê Văn Khương thì đi vô này, nhà này cũng rất là gần luôn, Lê Văn Khương đi vô tầm mấy trăm mét thôi. Còn đi Nguyễn Ánh Thủ thì cô chú anh chị mình di chuyển theo có ba đường, một đường là bên chỗ bến xe buýt Hiệp Thành, một chỗ là bên chợ Hiệp Thành đi xuống ha, rất là tiện lợi cho mình di chuyển. Đây là tầng trên của chú anh chị, tầng trên này có hai cái phòng ngủ phía trước rất là rộng, có thể ngăn thêm một cái phòng ngủ nữa nghe cô chú anh chị nha. Có chiều cửa sổ rồi rất là sáng ha, có tủ đựng quần áo luôn. Cái phòng này mình ngăn được hai phòng ngủ của chú anh chị, phòng này hai phòng ngủ vẫn còn rộng luôn của chú anh chị nha. Trước có ban công luôn nha, có ban công cũng ok. Phía đằng sau thì sẽ có một cái phòng ngủ, và một cái bể cái xe xài chung với cô chú anh chị. Thì hiện tại là chủ đang cần bán với giá là 3 tỷ 570 triệu của chú chị. Nhà sổ hồng hoàn công bài bản cho mình luôn ha. Phòng này sau cũng có tủ quần áo luôn, cửa thiết kế cửa phòng ngủ là cửa nhôm ha. Đây là VKC. Các cô chú chị mình quan tâm thì mình liên hệ em số điện thoại em có ghi trên màn hình 0898028417, số này có xài Zalo. Cô chú chị kết bạn em gửi sổ mình cần thêm một hình ảnh nào đó thì em gửi thêm để mình hoặc tiện trao đổi thông tin. Quan tâm thì liên hệ em sớm, em dẫn mình xem nhà được mình mua ở hoặc mua để cho thuê của chú anh chị. Căn này giá rất là ok, giá còn rẻ nha cô chú anh chị nha, 3 tỷ 570 triệu thôi. Đường trước nhà ô tô đậu cửa cho mình luôn nha, còn đi ra ngoài kia một xíu là đó 15 mét thôi là ra đường nhựa đường liên khu 25. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi thông tin. Xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở một cái sản phẩm tiếp theo. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cô chú anh chị nhé. Xin cảm ơn.